Xin chào mọi người. Hôm qua cái chuyện này cũng giống như chuyến đỡ rẻ vậy đó. Ra 11 giờ khuya. Ad xuất lên cho mọi người nghe hết rồi đó. Lúc đó ad đang ăn khuya. Tối là ad đâu ăn, giờ này ad chưa ăn nè. Phải tí nữa thu xong là lúc đó vừa xuất cho mọi người ad vừa ăn đó. 11 giờ khuya hôm qua mới ra. Cuối cùng là tức là dịch rồi. Nhưng mà thôi, thấy dịch giờ đó với lại chuyến đỡ rẻ rồi, cho tới 1-2 giờ sáng lên thì ad cũng chết. Mà mọi người chắc không mấy, chẳng còn mấy ai thức rồi để hôm nay. Mà đến giờ này, bây giờ 7 giờ mấy, gần 8 giờ rồi. Hôm qua là 11 giờ khuya mới ra. Giờ này chưa thấy luôn. Giờ này chưa thấy ra luôn, cao thủ chân tu này nè. Chiến thần ở rễ giờ này cũng chưa ra luôn. Thôi mọi người cứ tạm thời nghe Ma Hoàng Trác Nhất Phàm nha. Chuyện đó thì thuần túy về tiên hiệp mà khá hay. Theo như ác thấy cảm về tiên hiệp ấy, thì nó khá hay. Hôm nay Phú Đại Gia không ra luôn. Gần một tuần rồi đó, Phú Đại Gia chưa ra luôn. Ác xin cảm ơn bạn Cương Lò. Bạn tham gia hội viên trước rồi. Nhưng mà bây giờ đến hết hạn xong bạn tham gia lại. Cảm ơn Cương Lò rất nhiều đã ủng hộ ác. À, còn chuyện này, cái chuyện tiên đế trọng sinh á, nó cũng giống như chuyện này nè. Nó kết đản hậu lắm. Giống như bên tâm linh cũng vậy. Đọc cái cao thủ chân tu bên tâm linh đó, đản hậu. Nó vô duyên gì đâu. Thì cái kết của bên tiên đế trọng sinh cũng vậy. Nó vô duyên, nó lãng gì đâu. Thì ác nghĩ là có thể là chuyện gốc nó chưa hết đâu. Nhưng mà cái chuyện người ta ra, người ta muốn bỏ ngang. Thành ra người ta cho kết vậy đó. Chứ ai không nghĩ là chuyện mà tự nhiên từ đầu đến cuối đang hấp dẫn, đang hay, tự nhiên vô duyên vô cớ trong vòng vài chục chữ à, kết. Không có một lý do gì hết trơn. Lãng. Cao thủ chân tu Diệt Thiên, chương 3453 đến chương 3455. Hỏng bét rồi, đồng minh muốn thua rồi. Ánh mắt người thần bí đột ngột ngưng tụ, biểu lộ cũng là trở nên có chút vi diệu. Lấy chân hỏa kỳ lân thiêu đốt trường sinh đạo thể cùng hỗn độn chân lực, phóng xuất ra lực bộc phát mạnh hơn của cả hai, lại phối hợp với tam hoa tổ đỉnh chiến lực, thế mà trong nháy mắt liền vượt xa thần phẩm nguyên anh hay sao? Sau một lát, hắn ta ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, tiếng cười như một vị thần mà cũng như một ác ma. Nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra mà, ngay cả thần phẩm nguyên anh đều không thể đem tiểu tử này bước đến tuyệt cảnh. Quả nhiên, người có được hỗn độn chân lực cũng giống như người đó, nếu không phải là đều không phải là người dễ đối phó à. Hắn đem hình chiếu thần hồn trước mắt đóng lại, rốt cục cũng không cần xem nữa, bởi vì hắn đã biết kết quả của trận chiến lần này. Trên bầu trời, trên biển Đông Minh, Diệp Thiên toàn thân tắm rửa trong kim diễm, tại dưới sự thiêu đốt của phệ thiên thần diễm, uy lực của phệ thiên thần lực tăng vọt một cách kinh khủng, làm cho tu vi bản thể của anh từ tam phẩm kim đan trực tiếp liền tăng vọt lên mấy cấp, đạt tới lục phẩm kim đan. Mà phệ thiên trường sinh thể sức khôi phục vốn là cường hãn, lực công kích, lực phòng ngự tại dưới sự thiêu đốt của phệ thiên thần diễm hết thảy đều nâng cao đến mức đáng sợ. Trên dưới toàn thân anh đều là tràn ngập khí tức hỗn độn sơ khai thuở hỗn mang, làm cho trong lòng Đông Minh tràn ngập sợ hãi. Hắn đã phát giác được lực lượng của Diệp Thiên đang lấy một loại phương thức cực kỳ quỷ dị bắt đầu vượt xa hắn. Chuyện này làm sao có thể được chứ? Trường sinh đạo thể, tam hoa tổ đỉnh, tăng thêm một kiếm mang theo chân võ chi ý kia, còn được ba cái thủ đoạn này cũng đã đầy đủ, không thể tưởng tượng nổi rồi. Cậu ta lại có thể thiêu đốt bản thân làm đến một bước này hay sao? Tại trong lúc hắn còn đang lơ ngơ ngác lẩm bẩm, Diệp Thiên đã động thủ. Trên bầu trời có một vệt màu vàng đỏ lướt ngang thiên không. Đồng minh thậm chí chỉ có thể căn cứ theo cảm nhận của bản thân phát hiện được nguy hiểm đang đến gần, khẽ giơ tay lên. Oanh! Một nắm tay được hỏa diễm bao trùm đã nện thẳng vào trên cánh tay của hắn. Rắc! Đồng minh với tu vi đạt tới thần phẩm nguyên anh còn có được thôn thiên huyền vũ thể, bên trong ánh mắt hiện ra vẻ khó thể tin.
Toàn bộ cánh tay của hắn chỉ là cùng quyền kình của Diệp Thiên vừa chạm tới, chính là đứt gãy dễ như trở bàn tay. Từ mặt nắm đấm truyền đến bả vai hắn, các khớp xương tầng tầng bật nát. Trong mắt Diệp Thiên đều là tức giận điên cuồng, thân hình luân chuyển một cái, ở trên bầu trời vẽ ra một đường vòng cung bán nguyệt. Âm thanh ầm ầm nổ tung từ trong không trung truyền đến, đem mặt biển chấn động tạo thành từng cơn sóng lớn. Mà bản thân anh cũng không chút nào hoa mỹ, bay đến đỉnh đầu đồng minh, một chân giẫm mạnh xuống, giẫm tại trên lưng đồng minh. Oanh! Cự lực cuồng bạo phát tiết ra từ trên đỉnh đầu đồng minh, chỉ có thể điều động chân lực hộ thể ngăn cản, nhưng một cước này của Diệp Thiên căn bản cũng không thèm nhìn tới chân lực hộ thể của hắn, đem chân lực của hắn phá vỡ. Bản thân hắn thì tức thì bị một cước nặng nề này đạp rớt thẳng xuống vào bên trong nước biển. Phía dưới mặt biển cũng là lõm xuống một ấn ký bàn chân khổng lồ hàng chục trượng. Phụt ọc! Đồng minh trong nước biển phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng đã tràn đầy sợ hãi. Gia hỏa này là quái vật hay sao chứ? Tâm niệm hắn vừa động, thân ở trong đáy biển trực tiếp đưa tay một quyền đánh ra, thôn thiên minh quyền. Đáy biển lập tức chấn động cuốn lên, nước biển dâng lên cao hơn 100 mét. Một quyền ấn to lớn từ bên trong nước biển bùng phát, đánh thẳng về phía Diệp Thiên. Hai mắt của Diệp Thiên đều là bị ngọn lửa màu vàng kim bao trùm, thân sắc cũng là lạnh lùng đến cực hạn. Anh hiện tại căn bản không còn chút nào lý trí, chỉ như một cỗ máy chiến đấu muốn hủy diệt tất cả sinh linh trước mặt mình. Đồng minh tung ra một quyền này, anh căn bản là không nhìn tới, ngược lại là bạo trùng phóng xuống, lấy thân thể cứng chọi cứng, chính diện đánh ra một quyền. Âm! Anh rảnh rảnh chắc chắc đập thẳng vào bên trên đạo quyền ấn này, quyền kình lan tràn ra, đúng là bị anh đánh tàn tác không còn tung tích. Thân thể của anh giống như một thanh kiếm sắc bén, từ đó đem quyền kình xé ra, lao thẳng tới đáy biển. Kỷ Băng Hà! Bên trong nước biển truyền đến thanh âm gào thét của đồng minh, sau đó một thân ảnh vọt ra khỏi mặt biển. Trong khoảnh khắc hắn vừa rời khỏi mặt biển, cả mặt biển bán kính hàng ngàn mét trực tiếp đông cứng thành băng, hóa thành một tảng băng khổng lồ. Diệp Thiên cũng nằm trong đó. Quái vật, tiểu tử này tuyệt đối là một quái vật. Trong lòng đồng minh hung hăng chửi mắng, nhưng hắn cũng không tiếp tục ở lại, ngược lại là thân hình vươn ra, đem tốc độ thần phẩm nguyên anh của hắn thì triển đến cực hạn, liền phải vạch phá hư không trốn đi thật xa. Bởi vì hắn biết thủ đoạn Kỷ Băng Hà kia căn bản không thể vây khốn được Diệp Thiên, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản anh trong lúc nhất thời. Hắn nhất định phải mượn cơ hội này thật nhanh thoát đi. Nếu là không trốn đi, cục diện của hắn liền chỉ có một con đường bại vong. Trạng thái này của Diệp Thiên tuyệt đối không phải là hắn mà có khả năng đối địch. Chỉ có thể chờ trạng thái này của Diệp Thiên vốn chỉ có tác dụng trong hạn định một thời gian ngắn qua đi, thì hắn mới có thể một lần nữa nghiền ép Diệp Thiên. Hắn vừa mới phóng đi xa mấy ngàn mét mà phía sau lưng lại là đột nhiên có một thanh âm hét to phẫn nộ đến cực điểm truyền đến. Thiên Luân, ta muốn giết chết ngươi. Trong giọng nói phẫn nộ này ẩn chứa sát ý vô tận. Chỉ thấy khối băng to lớn nổ tung ở trong biển, hóa thành vụn băng tung tóe đầy trời. Mà trong đó một thân ảnh chìm trong ngọn lửa và kim vọt thẳng vào hư không, lấy tốc độ vượt xa tốc độ của đồng minh hướng về phía hắn đuổi sát mà tới. Thiên Luân! Đồng minh vốn lại đang bỏ chạy, nghe được lời này thân thể lập tức ngừng lại. Sau một khắc, đồng tử hắn rung mạnh, đột nhiên quay đầu, biểu lộ trở nên dữ tợn đáng sợ. Diệp Lăng Thiên, người đến cùng là ai, vì sao lại biết tên con trai của ta? Nhưng Diệp Thiên dưới cơn cuồng nộ hiển nhiên sẽ không trả lời vấn đề của hắn. Giờ phút này trong mắt Diệp Thiên chỉ có một chữ: giết. Diệp Thiên phá vỡ bức tường âm thanh gấp 10 lần, thân sắc kịch liệt cọ sát với luồng khí lưu xung quanh, kéo ra một vệt khí dài màu đỏ. Anh liên tiếp vượt ngang mấy ngàn mét mà đến, đấm ra một quyền. Đồng minh thần sắc điên cuồng, giờ phút này hắn cũng không có ý định rút lui, ngược lại là nhìn Diệp Thiên hét to một tiếng: Diệp Lăng Thiên, trả lời ta! Tiếng nói của hắn vừa dứt, nháy mắt cũng là đấm ra một quyền cùng Diệp Thiên đang đối mặt đập tới. Oanh oanh! Hai quyền đập mạnh vào nhau, cả phiến thiên địa này đều tức khắc ngừng lại. Sau đó, một vòng gợn sóng sức mạnh
có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chập trùng lan ra, đem vô số nước biển hướng về tứ phía đẩy đi, chỉ lưu lại một khu vực chân không hàng ngàn mét. Mà lực lượng của hai người giằng co chỉ trong một cái chớp mắt, trong miệng Diệp Thiên truyền ra tiếng gào thét trầm thấp, nắm đấm đột nhiên đè xuống. Rác! Đồng minh rốt cục cũng ngăn cản không nổi một quyền cuồng bạo này, cánh tay tại chỗ bị uốn cong. Sau đó dưới ánh mắt kinh hãi và tuyệt vọng của hắn, nắm đấm của Diệp Thiên đã quất thẳng vào trên ngực hắn. Phum! Máu tươi phun ra thành vòi, xen lẫn vỡ vụn nội tạng. Thân thể của hắn nặng nề rớt vào bên trong nước biển, khí tức của hắn cũng tại lúc này nhanh chóng tiêu tán. Trên bầu trời, toàn thân Diệp Thiên được ngọn lửa màu vàng kim quẩn quanh. Không dừng lại ở đó, anh lại lần nữa lao xuống, đâm thẳng vào bên trong nước biển. Sau một lát, anh lại lần nữa phá vỡ mặt biển vọt ra. Trên bàn tay anh còn xách theo một thân ảnh, chính là Đông Minh. Giết! Yes! Nằm ngón tay anh siết chặt ít hầu Đông Minh, chỉ cần anh nhẹ dàng dùng sức liền có thể đem đầu Đông Minh bẻ gãy. Trên ngực Đông Minh một lỗ máu lộ ra, hiển nhiên là bị một quyền của Diệp Thiên đánh xuyên qua. Nội khí của tàng khí của hắn cũng là bị quyền kình của Diệp Thiên đánh nát toàn bộ. Hắn hiện tại đã mất đi tất cả sức chiến đấu, nhưng trong mắt của hắn vẫn còn lưu lại vẻ quật cường cùng giãy giụa sau cùng, siết chặt lấy cổ tay Diệp Thiên. Ngươi vì sao lại biết tên con của ta? Diệp Thiên vốn đang lâm vào hình thái cuồng nộ, sau khi nghe được lời này, trong đầu anh dường như khôi phục một chút tỉnh táo. Sau đó hỏa diễm quanh người anh dập tắt, ngọn lửa vàng kim trong mắt cũng là tiêu tán đi, ra khỏi hình thái cuồng nộ. Tên con của ngươi sao? Diệp Thiên khôi phục thần trí, khẽ chau mày. Anh còn nhớ kỹ càng, tại một khắc mới vừa rồi anh lâm vào hình thái cuồng nộ, dường như từng xem Đông Minh nhận lầm thành Thiên Luân. Anh lâm vào trong trạng thái cuồng nộ, mặc dù mất đi rất nhiều lý trí, vẹn vẹn là từ cảm xúc phẫn nộ trợ giúp anh chiến đấu, nhưng tất cả cảm giác của anh đều sẽ bị phóng đại đến vô hạn. Đúng là như thế, anh mới có thể cảm giác được huyết mạch và khí tức giữa Đông Minh cùng Thiên Luân cực kỳ giống nhau, mà Thiên Luân lại là đại địch của anh ở địa cầu, cho nên mới có thể đem Đông Minh nhận nhầm thành Thiên Luân. Nhưng giờ phút này, Đông Minh lại nói Thiên Luân là tên con trai của hắn, làm cho anh trong lúc nhất thời giật mình. Chẳng lẽ cái người tên Đông Minh trước mắt này chính là cha của Thiên Luân, một trong những người sáng lập tiểu thế giới trên địa cầu, đồng thời còn là người sáng lập Đại Thiên Cung hay sao? Mấy đoạn đánh nhau hay thế này mà trong tâm linh nó vứt thẳng luôn, vứt sạch luôn, bó tay. Chuyện này theo ác nghĩ còn dài đó, chứ không phải giỡn đâu. Còn phải gặp cái gì đó, ảnh gì đó, tự nhiên quên mất. Rồi còn phải về địa cầu nữa chứ, về địa cầu cứu địa cầu nữa chứ. Được có giới hạn 10 năm mà. Mà cái chuyện tiên đế động sinh cũng vậy nha, đản hậu vô cùng luôn đó. Nó kết giống như tâm linh vậy đó, kết đản hậu vô cùng luôn đó. Chỉ trong vòng vẻn vẹn có vài chục chữ thôi, kết vô lý. Ác đang tìm cái bản chính của nó đó. Tại chuyện người ta hay dễ thương vậy mà tự nhiên kết đản hậu. Giống y hệt của tâm linh nó kết cao thủ chân tu này.